Nếu sai xin chào các bác nhé. Đây là một cái cốt xanh Nam Điền mà mới về sáng ngày hôm nay. Vừa rồi là mình mới đục hết nha con nhé. Đục tự mình tay cút. Cái này nó có cái tỉ bay đẹp quá. Đây là xong rồi, giờ mình bôi keo. Lúc mình live stream cũng rất nhiều anh em gọi, nhưng mà hẹn anh em làm xong thì nó như được. Các bạn con này giá nó hợp lý anh em. Số điện thoại thì mình để trên màn hình nhé, anh em cần cứ liên hệ trực tiếp. Làm xong thì tối là mình đăng luôn cho anh em ngắm, là mình tiếp theo. Thì cái này to nha anh em ấy, phanh của nó là 150 đấy. Một cái đục xong rồi trong đây có toàn áp sinh đẹp, toàn da. Cốt này giá nó to nhưng giá nó vừa tầm tiền anh em, thương mại luôn. Tắm à? Đục móc được tất cả cái điểm ra thì anh em là nhàn. Mình thích cây là nó cũng có phải có điểm chạy anh em ạ. Kết thúc rồi chưa? Đang quay nào. Đây sau cái này các băng, cái này sau lấy tay một cái băng này. Cái phong kia cái đây nó chỉ có ta băng này, băng phát băng này. Anh em nhé. Đang quay tôi đến lúc mua keo xong cho anh em ngắm. Tí nữa xong thì mình sẽ đặt cái vị trí tay vào thôi nhé, để cho anh em ngắm nó dễ. Tập này là cứ về phôi nào là anh em cũng lấy hết phôi đấy rồi các bạn. Qua bao này mua được cái phôi. Tập này mua phôi cũng khó, mà tìm được cái cốt anh lý thì cũng cốt anh lý mà giá hợp lý ấy thì khó. Cũng có đi thể dục về. Cái nút đục này anh em cứ đục thật sâu vào anh nhé. Đây anh em đục thật sâu vào. Sau nó bò đấy chứ còn đợt trước mình đục cố kia chứ còn đục lại. Quay bên này mà. Lúc này các anh em xem cái đường gầm này. Cái này lúc trước là nó thẳng này.
đây mình đục bóc hết đường chạy, chạy vòng hết này. Đấy, đây cũng vậy, chạy vòng, chạy lắc này, vòng của ngọn đục hết. Nói chung là nó có phải đục cái này thì nó mới có đường chuyển thân đẹp. Cô hút đéo đâu mà để tao bắt đéo lên như thật đi. Khách kinh nghiệm con kéo này được 2,5 tấn rồi. Con này là cái con tử vong rất đẹp, tử vong rất đẹp. Lúc đấy nó thẳng đây đó, anh chị quay. Đây, lúc đấy nó chạy thẳng đây này, em đục một phát đường chuyển nó rất đẹp này, để vòng tiếp vòng được đây. Mình hôm qua mới làm sẹo xong đây, phần bùng tay thân của nó, cái cút này của nó thì nó đang hơi bé một chút. Đấy, khi nào nuôi được cái cút mồi to ra đây này, đấy, thì cây nó sẽ rất lây cây. Qua bôi keo xong hơi tối, còn thân pháp của nó rất lu chùn các anh ấy. Đấy. Nu cục sụn xịn hết rồi. To, nói chung là to quá nhá. Cây bầu không thì 4 người không lại. Cây thì rất già, nu cục sụn xịn sụn xịn hết anh em ạ. Có ưng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Đấy, xin cảm ơn. Đồ như này nhá. Có gì gửi mình nhỉ? Xin chào các bác nhé.